Chào mừng mọi người đã quay trở lại với 5 phút crypto. Trong thời đại mua sắm, tiêu dùng và sử dụng dịch vụ trên không gian mạng phát triển như ngày nay, thì việc cho ra đời những nền tảng shopping kết hợp tính chất phi tập trung của blockchain là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Ngày hôm nay mình và các bạn sẽ cùng khám phá nền tảng X-Hive, một marketplace phi tập trung không lưu trữ dữ liệu cá nhân, và cùng xem nền tảng này có ứng dụng thú vị trong thực tế như thế nào nhé. Lưu ý rằng đây là video đến từ nhà tài trợ nhé. Các bạn cần phải tìm hiểu thật kỹ trước khi đưa ra quyết định đầu tư vào bất cứ nền tảng hay là dự án nào. Nhớ theo dõi đến hết video, mình sẽ mang lại thông tin quan trọng của dự án trong chính tháng này tới các bạn đấy. X-Hive là một nền tảng marketplace phi tập trung, cho phép người dùng mua sắm và trải nghiệm mà không cần cung cấp thông tin cá nhân. Sứ mệnh của X-Hive là hướng đến việc tạo ra một môi trường mua sắm an toàn, minh bạch và bảo vệ quyền riêng tư của người dùng. Đây là những lợi ích khi tham gia vào nền tảng X-Hive này. X-Hive không yêu cầu người dùng cung cấp thông tin cá nhân, đảm bảo quyền riêng tư tuyệt đối. Người dùng chỉ cần kết nối ví tiền mã hóa để thực hiện các giao dịch một cách nhanh chóng, không cần KYC, giúp tiết kiệm thời gian của người dùng. Bây giờ hãy cùng điểm qua các tính năng và sản phẩm của sàn giao dịch này nhé. Hệ sinh thái X-Hive là sự kết hợp giữa đa dạng sản phẩm mà ở đó tất cả các hoạt động đều hoạt động theo nguyên tắc Zero Data và cho phép thanh toán không cần KYC trên toàn thế giới. X-Hive Card là một giải pháp thanh toán kết hợp giữa tiền mã hóa và giao dịch fiat. Người dùng có thể nạp tiền vào thẻ từ ví web 3.0 và sử dụng thẻ này cho các giao dịch hàng ngày. Đây là cách thức tiện lợi để tiếp cận các dịch vụ tài chính hiện đại mà không cần thông qua quá trình KYC phức tạp và mất thời gian. Xcode.io cung cấp một thị trường đa dạng với hơn 4.000 công ty trên toàn cầu. Người dùng có thể mua các loại thẻ quà tặng, tải Visa và Mastercard trực tiếp từ web 3 cũng như các dịch vụ khác như là eSIM hay là vé bóng đá. Thị trường này hỗ trợ 195 quốc gia, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận các sản phẩm và dịch vụ quốc tế mà không cần lo lắng về việc lộ thông tin cá nhân đâu. Xtraveler.io là nền tảng du lịch với phạm vi hoạt động cũng trên 195 quốc gia, cung cấp hơn 800.000 khách sạn, 120.000 tour du lịch và hơn 500 nhà cung cấp dịch vụ thuê xe. Tất cả các dịch vụ đều tuân thủ quy tắc không lưu trữ dữ liệu, mang lại sự an toàn và bảo mật cho người dùng khi lên kế hoạch đi du lịch. Xticketing.io là sản phẩm chuyên bán vé cho các sự kiện, concert và các giải đấu thể thao lớn như là bóng đá, Euro Cup, Champions League hay là NBA. Người dùng có thể mua vé một cách dễ dàng mà không cần cung cấp thông tin cá nhân, đảm bảo sự riêng tư tuyệt đối. Go.x2.io là sản phẩm cung cấp dịch vụ bán vàng vật chất trên toàn châu Âu và cho phép thanh toán bằng tiền mã hóa. Điều này giúp người dùng đầu tư vào vàng một cách an toàn và bảo mật mà không cần lo lắng về rủi ro mất thông tin cá nhân nhé. X-Hive sở hữu một đội ngũ phát triển giàu kinh nghiệm và chuyên môn cao, bao gồm các thành viên chủ chốt như là Frances Mosier, CEO, anh có kinh nghiệm phong phú trong lĩnh vực công nghệ và kinh doanh, đảm bảo X-Hive phát triển theo chiến lược đã đề ra. Sergey Kendall, CMO, chịu trách nhiệm về các chiến lược tiếp thị và quảng bá thương hiệu X-Hive. Anh đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing, kỹ thuật số và xây dựng thương hiệu. Carlos Morillo, CFO, là người đã có nền tảng vững chắc trong lĩnh vực tài chính và kế toán. Jean-Louis Deport, CFA, với chứng chỉ CFA, anh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa các chiến lược tài chính và đầu tư. Cùng với đó là sự hỗ trợ của nhiều cố vấn trong lĩnh vực Web3. Tất cả những thông tin và hình ảnh của đội ngũ đều có đầy đủ trên LinkedIn và trên website của dự án. Các bạn có thể tìm hiểu sâu hơn ở trên đó nhé. X-Hive đã xây dựng được mối quan hệ đối tác mạnh mẽ với nhiều tổ chức uy tín. Hơn 4.000 nhà bán lẻ trực tuyến hiện diện trên nền tảng này, cung cấp đa dạng các sản phẩm dịch vụ. Hotelbed, đối tác chính của Xtraveler, nhà điều hành du lịch lớn nhất thế giới với doanh thu hàng năm hơn 6 tỷ euro. Việc hợp tác với Hotelbed giúp X-Hive mở rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch của mình. X-Hive dự định ký kết hợp đồng với các công ty bán lẻ lớn và chuỗi khách sạn để thúc đẩy việc thanh toán bằng tiền mã hóa tại các khách sạn của họ. Chi tiết cần nói thêm đó chính là X-Hive đã thành công trong việc huy động vốn ban đầu với huy động được hơn 1,8 triệu euro từ Holders and Brothers. Khoản đầu tư này không chỉ giúp X-Hive tăng cường nguồn lực tài chính mà còn chứng minh được sự tin tưởng của các nhà đầu tư vào tiềm năng và tương lai của dự án. X-Hive đã vượt qua các cuộc kiểm toán bảo mật nghiêm ngặt của Stick, một trong những tổ chức kiểm toán uy tín hàng đầu lĩnh vực công nghệ blockchain. Điều này giúp tăng cường sự tin cậy và minh bạch của nền tảng, đảm bảo rằng các giao dịch trên X-Hive đều an toàn và bảo mật, củng cố niềm tin của người dùng trong thị trường thương mại điện tử phi tập trung.
Để giúp cho các bạn có cái nhìn trực quan hơn về sản phẩm thực tế trên X2, sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn mua thẻ Visa Digital E-Rewards trên xcoder.io. Visa Digital E-Rewards USD là thẻ quà tặng kỹ thuật số có thể sử dụng hoàn cầu, mang lại nhiều tiện ích cho người dùng. Thẻ có thể sử dụng dễ dàng để mua sắm trực tuyến hoặc là trực tiếp tại cửa hàng. Với đa dạng lựa chọn khi có thể mua sắm tại hơn 4.000 công ty trên toàn cầu, người dùng không cần cung cấp thông tin cá nhân khi sử dụng thẻ, đảm bảo quyền riêng tư. Bước 1, đầu tiên hãy truy cập trang xcode.io. Bước 2, chọn loại sản phẩm Visa Digital E-Rewards USD. Bước 3, nhập số tiền muốn nạp vào thẻ. Bạn có thể nạp từ 50 đến 700 USD nhé. Bước 4, chọn số lượng thẻ bạn muốn mua. Mình sẽ chọn một thẻ thôi. Sau đó bạn nhấn Add to Cart để thêm sản phẩm vào giỏ hàng. Bước 5, tiến hành thanh toán bằng cách kết nối ví tiền mã hóa của bạn. Thẻ sẽ được tạo trong 5 phút. Trong một số trường hợp, bạn cần kích hoạt thẻ qua Apple hoặc là Google Pay. Token của nền tảng là XHP được thiết kế để mang lại nhiều tiện ích cho người dùng trong hệ sinh thái. Các tính năng của token này bao gồm truy cập các tính năng đặc biệt trong X2 Marketplace. Người dùng có thể sử dụng token để mở khóa và tận hưởng các tính năng cao cấp và độc quyền trong hệ sinh thái của X2, giúp nâng cao trải nghiệm mua sắm và sử dụng dịch vụ, giảm giá và dịch vụ ưu tiên tại các thương gia liên kết. Khi dùng token để thanh toán, người dùng sẽ được hưởng các chương trình giảm giá và các dịch vụ ưu tiên từ các thương gia đối tác của X2, phí giao dịch thấp hơn. Giao dịch trên nền tảng X2 bằng token chính giúp tiết kiệm chi phí thông qua mức phí giao dịch thấp hơn so với việc sử dụng các phương thức thanh toán truyền thống. Để duy trì giá trị và tăng trưởng bền vững cho token, X2 áp dụng mô hình giảm phát khi họ sử dụng 100% phí cổng để mua lại và đốt token, giảm tổng số lượng token lưu hành và tăng giá trị của token theo thời gian. Như mình có nhắc đến ở phần đầu thì đây là thông tin quan trọng dành cho các bạn về lộ trình và sự kiện mở bán token trong tháng này của dự án. Sự kiện Token Generation Event vào ngày 25 tháng 6. Đây là một trong những bước quan trọng để khởi động việc phân phối token đến những người dùng và nhà đầu tư. Dự án có chia sẻ việc sử dụng token trong hệ sinh thái X2 không chỉ mang lại nhiều tiện ích và lợi ích cho người dùng mà còn góp phần vào sự phát triển bền vững của hệ sinh thái. Các bạn quan tâm thì hãy ghi lại hai sự kiện quan trọng vào ngày 25 tháng 6 tới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video này. Vừa rồi là review chi tiết về nền tảng X2, nền tảng phi tập trung cho phép người dùng mua sắm và trải nghiệm mà không cần cung cấp thông tin cá nhân, đảm bảo tính minh bạch và an toàn. Các bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin của dự án ở phần mô tả video này nhé. Các bạn nên nhớ hãy luôn giữ thái độ nghi hoặc với bất cứ thông tin nào các bạn thấy được trên internet và nhớ có trách nhiệm với tài sản của chính mình nhé. Xin cảm ơn X2 đã tài trợ cho video lần này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Chúc các bạn có một đời sống tài chính bình an và thịnh vượng.